Nhưng mà có cái cách, đó là cái cách làm thế nào để đưa được video của doanh nghiệp của các anh chị. Thì ở đây tôi xin được mời giám đốc Phạm Phượng sẽ tiếp tục với phần chia sẻ của giám đốc, đặc biệt là đầu tiên sẽ là hướng dẫn các anh chị cập nhật được video của các anh chị ở lên trên hệ thống ạ. Vâng, phần chia sẻ của Thủy hôm nay tôi xin được tạm dừng ở đây, và tiếp theo xin được giám đốc Phạm Phượng xin mời chị ạ. Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời đến từ Giám đốc Thu Thủy. Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời đến từ Giám đốc Thu Thủy, và xin cả nhà một tràng hoa tay để cùng cảm ơn phần chia sẻ vô cùng năng lượng đến từ Giám đốc Thu Thủy ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhiều hơn và hiểu rõ hơn về việc là ứng dụng BNI Connect cho công việc kinh doanh của mình. Và ngay bây giờ thì Phượng sẽ cùng với các anh chị sẽ cùng nhìn cái cách mà chúng ta cập nhật cái hồ sơ của mình trên BNI Connect các anh chị nhé. Ok các anh chị, và đây và Phượng sẽ cập nhật cho anh chị nhìn thấy cái hồ sơ của Phượng ngay bây giờ ạ. Vâng, đây là cái hồ sơ của chúng ta khi chúng ta bắt đầu đăng nhập vào trong BNI. Và các anh chị có thể thấy rằng là ở giao diện này có rất là nhiều những cái thông số. Ví dụ như các anh chị có thể nhìn thấy tổng số cơ hội kinh doanh mà chúng ta đã nhận ở trên BNI Có thời gian hoạt động 12 tháng vừa qua, hay là những cái thông số liên quan đến lịch sử trong suốt thời gian chúng ta tham gia BNI các anh chị ha. Thì đây là lịch sử tham gia chúng ta tham gia BNI. Ở đây các anh chị hoàn toàn có thể nhập các chỉ số giống như trên mobile app của chúng ta đây ạ. Nó có gì ạ? 7 chỉ số chúng ta có thể nhập được luôn. Và ngoài ra thì ở phiên bản BNI Connect thì chúng ta có nhiều những cái tính năng hơn. Và trước khi đi vào chi tiết ạ thì Phượng muốn giao lưu với các anh chị một số phần đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn cái phần này ạ. Vâng, nếu anh chị đang xem, đang học, các anh chị vui lòng mở cam lên để chúng ta giao lưu với nhau. Bởi vì Phượng cũng như là Giám đốc Thu Thủy hay là Giám đốc Dương Thành Tiền thì cũng đã đào tạo rất là nhiều các chương trình liên quan đến việc là ứng dụng, sử dụng và khai thác BNI Connect trong công việc kinh doanh của các anh chị thành viên. Và ở đây thì cái ý đầu tiên mà Phượng muốn làm việc với các anh chị ạ. BNI Connect là công cụ ạ. Không biết các anh chị đến với BNI bởi điều gì, nhưng với cá nhân Phượng, khi Phượng bắt đầu vào BNI, điều Phượng ngưỡng mộ lớn nhất đó là BNI có một cái hệ thống quy định, quy trình, chính sách một cách cực kỳ bài bản. Và đó là lý do Phượng gia nhập BNI. Và khi đến với BNI thì điều đầu tiên đó là Phượng mong muốn được am hiểu về quy định, chính sách và quy trình của BNI. Và làm thế nào Phượng có thể gây dựng được uy tín với các thành viên trong chapter ạ. Có bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng là mình có cách nào xây dựng uy tín vừa rẻ vừa tiết kiệm mà lại được mọi người yêu quý ạ? Nếu anh chị muốn biết điều trên thì comment thật nhiều số 8 giúp Phương ạ. Vâng, nếu anh chị muốn là mình có cách vừa dễ dàng xây dựng uy tín mà lại được nhiều người yêu mến và người ta nhớ đến mình nhiều hơn ạ, thì comment thật nhiều số 8 ạ. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Và cái khóa học BNI Connect này Phượng biết rằng sẽ có rất nhiều anh chị nghĩ rằng wow, nó quá khó khi mà dạy về công thức, dạy về cách sử dụng website vân vân. Vậy thì ạ, vâng, cảm ơn các anh chị rất tuyệt vời ạ. Ý nghĩa lớn nhất của BNI Connect đó là sự kết nối, đúng không ạ? Connect là kết nối mà. Và BNI Connect giúp anh chị gặp gỡ, kết nối với hơn 3.000 chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hơn 300.000 chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới, và với hơn 8.000, gần gần 8.500 chủ doanh nghiệp ở toàn Việt Nam, cũng như 2.200 chủ doanh nghiệp ở Hà Nội 6, hay chính với những số lượng thành viên chapter ở trong chapter các anh chị. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần học sử dụng công cụ để chúng ta kết nối nhiều hơn. Và nếu anh chị đồng ý rằng là connect là kết nối, vậy thì làm thế nào chúng ta khai thác được nó ạ? Ngày hôm nay Phượng hay Giám đốc Dương Thành Tiền hay Giám đốc Thu Thủy ạ, chỉ là những người đưa ra những cái tiền đề cho các anh chị ạ. Và nếu anh chị không thực hiện nó ạ, thì nó sẽ không có hiệu quả. Nên nếu anh chị đồng ý rằng sau ngày hôm nay, tí nữa kết thúc cái Zoom này ạ, anh chị sẽ dành ra ít nhất từ 30 phút đến 45 phút để gì ạ? Sửa cái hồ sơ cá nhân của mình trên BNI Connect ạ. Thì hãy giúp Phượng là comment cái sự đó là gì ạ? Hành động ạ. Bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả các anh chị ạ. Nếu anh chị xem cái Zoom ngày hôm nay xong anh chị không làm gì cả thì sẽ không có kết quả gì cả. Và ở cái phần nào anh chị thấy gì ạ? Hiệu quả và cần phải làm ngay, chụp ảnh màn hình lại hoặc ghi lại từ khóa, anh chị yên tâm rằng là gì ạ? Đây cũng là một cái cách để xây dựng mối quan hệ. Ở trong BNI có rất nhiều cách để xây dựng mối quan hệ. Anh chị có thể nhờ sự giúp đỡ ở các thành viên trong chapter mình. Nếu anh chị là thành viên dưới 90 ngày ạ. Vâng, nếu anh chị là thành viên dưới 90 ngày comment giúp Phượng là số 1 ạ. Nếu anh chị trên 90 ngày comment số 0 giúp Phượng để Phượng biết được là số lượng người mới đang ở trong Zoom ạ.
khi chúng ta là thành viên trong chapter. Các anh chị, vâng, cảm ơn rất nhiều các anh chị đang là thành viên mới, cũng có khá nhiều anh chị là thành viên cũ ạ. Các anh chị nhớ cho Phượng một chi tiết, đó là gì? Khi chúng ta không biết một cái điều gì đó, đây là cơ hội để chúng ta xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong chapter. Có nghĩa là gì? Anh chị có thể comment từ khóa rằng là: anh chị ơi, tối nay tôi vừa học chương trình BNI Connect, tuy nhiên tôi vẫn chưa biết cách ứng dụng, hoặc tôi đang làm nhưng mà tôi vẫn thấy còn một vài chỗ khó hiểu. Tôi có thể nhờ các anh chị em LT, hoặc anh chị em đã cập nhật cái bảng gen hoặc là bảng thông tin cá nhân lên BNI Connect hoàn thành rồi, hỗ trợ cho tôi được không? Hãy nhớ rằng ở trong BNI không có ai từ chối chúng ta. Các anh chị nhớ giúp Phượng cái điều này nhé. Chỉ có chính các anh chị từ chối mình thôi. Và cơ hội để chúng ta được xây dựng mối quan hệ với các thành viên, một là chúng ta có cái để cho đi, hai chúng ta cũng có thể là người được nhận ạ. Đúng không ạ? Mình đang là người mới, mình có quyền được nhận. Nên hãy trân trọng cái mối quan hệ của các thành viên trong chapter nếu mình gặp khó khăn trong việc cập nhật hồ sơ, được không ạ? Và trong trường hợp nếu LT của các anh chị không biết ạ, anh chị hoặc các anh chị cứ ghi tên của giám đốc Phạm Phượng, giám đốc Thu Thủy, giám đốc Dương Thành Tiền vào ạ, và tìm chúng tôi trên BNI Connect ạ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các anh chị, hoặc ở tất cả các nhóm chat của Hà Nội nhóm 1, Hà Nội nhóm 2, Hà Nội nhóm 3, Hà Nội 6, nhóm 4, thì chúng tôi đều có mặt ở đó và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các anh chị, được không ạ? Nếu anh chị đồng ý thì gật đầu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và đây chính là một cái hành trình mà chúng ta đồng hành cùng với nhau bằng việc cam kết sử dụng công cụ cũng như là khai thác nó. Và quay trở lại, đó là đây cũng là cái cách mà Phượng thường hay áp dụng với các anh chị LT mới ạ. Không có cách gì tiết kiệm, vâng, mà lại dễ dàng mà được mọi người yêu quý bằng việc chúng ta trở thành người am hiểu về công cụ và quy trình cũng như là cách sử dụng khai thác BNI. Đấy chính là cách chúng ta sử dụng uy tín anh chị ạ. Khi chúng ta hiểu về cái điều này, mai mốt ạ, vâng, khi chapter mình có những thành viên mới ạ, sẽ có rất nhiều người không biết làm và họ cần các anh chị hỗ trợ. Vậy thì các anh chị hãy chính là những người đầu tiên để hướng dẫn họ xây dựng bảng gen. Có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã biết bảng gen 2.0 ạ? Nếu anh chị biết rồi thì comment 2.0 giúp Phượng ạ. Nếu chưa biết, comment số 0 ạ. Vâng. Nếu anh chị biết rồi, comment 2.0 ạ. Nếu chưa biết, comment số 0 ạ. Vâng, cảm ơn rất nhiều anh chị ạ. Rất tuyệt vời ạ. Có rất nhiều anh chị ở đây đang có những cái USB để xây dựng mối quan hệ trong BNI các anh chị ạ. Lát nữa mình vào nhóm Zoom chapter nói rằng là: ôi, tôi muốn xây dựng bảng GAIN. Vâng, GAIN có nghĩa là gì ạ? G-A-I-N-S ạ. Vâng, Phượng đọc tiếng Việt cho anh chị đấy ạ. Và hỏi chapter rằng làm thế nào để xây dựng bảng GAIN hoặc xây dựng BNI Connect ạ. Sẽ có rất nhiều các thành viên trong chapter tự nguyện giúp anh chị ha. Ở BNI cái điều quan trọng nhất là xây dựng được một môi trường. Mà ở đây Phượng hay nói rằng là ở BNI chúng tôi tạo ra môi trường với gì ạ? Cho là nhận. Vâng. Bằng việc gì ạ? Giúp đỡ những người khác có những cơ hội trong kinh doanh, bạn cũng sẽ được đền đáp lại bằng những cơ hội kinh doanh do người khác mang tới. Bằng việc nuôi dưỡng và không săn bắn các mối quan hệ, chúng tôi cam kết hỗ trợ và phát triển cùng với nhau. Và đấy chính là ý nghĩa của BNI thưa các anh chị. Và ngày hôm nay thì Phượng cũng không có nhiều thời gian, nhưng mà Phượng sẽ đồng hành để hướng dẫn các anh chị trong khoảng 20 phút tới để chúng ta gì ạ? Biết cách sở hữu cái hồ sơ của chúng ta trên BNI Connect một cách hiệu quả. Và ngay bây giờ các anh chị hãy tập trung vào nhìn màn hình ha. Cái chỗ nào mình thấy hay, mình chụp ảnh lại được không ạ? Ok, xin nào, mình bắt đầu ha. Vâng, các anh chị ơi, đây là cái hồ sơ cá nhân của Phượng. Và cũng giống như của anh chị ạ, đầu tiên khi mà chúng ta vào cái giao diện này, các anh chị có thể nhìn thấy cái ngay cái chỗ cạnh cái ảnh của Phượng đúng không ạ? Nó có một cái, nó giống như slogan ạ. Mỗi một cá nhân có thể có những cái, ví dụ như tầm nhìn của doanh nghiệp này, hoặc là những cái từ khóa mà mình cảm thấy yêu thích trong ngành nghề kinh doanh của mình, các anh chị có thể viết vào đây ạ. Và các thành viên khác có thể đọc được hồ sơ của mình với cái slogan, với cái tầm nhìn, hoặc là một cái từ khóa mà mình thích được anh chị nha. Cái ảnh thì mình sẽ thay ở trong phần cập nhật hồ sơ. Vâng, khi chúng ta vào cập nhật hồ sơ thì ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là gì? Các anh chị nhớ giúp Phượng này, các thông tin bao gồm từ họ tên. Anh chị lưu ý nhá, họ tên và tên công ty của các anh chị ạ, chỉ có admin của khu vực hoặc giám đốc của chapter mới có quyền thay ha anh chị ha. Các anh chị không làm gì được cái phần này nhá, vì đây là tài khoản của giám đốc nên nó mới hiện cái phần này ạ. Rồi, tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ cần cập nhật các cái hồ sơ thông tin của chúng ta. Trong đó thì nãy giám đốc Thu Thủy có nhắc đi nhắc lại với các anh chị, đó là việc cập nhật cái gì ạ? Doanh nghiệp của tôi và từ khóa. Các anh chị ghi giúp Phượng hai cái cần phải cập nhật, đó là doanh nghiệp của tôi, từ khóa và bảng gen các anh chị ha. Các anh chị ghi lại chưa ạ? Có 3 thứ thôi ạ. 1, doanh nghiệp của tôi. 2, từ khóa. 3, bảng gen. Là 3 cái thứ mà gần nhất mà mình cần phải cập nhật ở đây. Và ở đây nó có một cái danh mục ngay phía trên này rồi. Chúng ta đi từng cái một ạ. Đọc từng cái một là mình sẽ hiểu ha. Không hề khó nha. Rất dễ với BNI.
Vâng, ở đây các anh chị bắt đầu nhìn này. Ở phần doanh nghiệp của tôi ạ, các anh chị cập nhật về ngành nghề, các sản phẩm, dịch vụ mà mình đang cung cấp ạ. Hãy cập nhật vào đây ạ. Có một lưu ý như sau. Giám đốc Thu Thủy có nói rằng là thay vì chúng ta viết quá nhiều thì chúng ta có thể cập nhật cái gì ạ? Video. Vâng, các anh chị nghe rõ cái phần này ha. Chúng ta có thể cập nhật cái thông tin của chúng ta ở ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ, hoặc chúng ta có thể cập nhật thông qua video ở đây. Và ngay bây giờ Phượng sẽ hướng dẫn các anh chị cái phần nhúng video. Các anh chị có thể nhìn thấy ngay phía cuối này có rất nhiều cái mã, cả cái mã nhúng đúng không ạ? Và ở đây rất đơn giản thôi ạ. Chúng ta làm một việc rất đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ Phượng sang kênh YouTube của Phượng ạ. Các anh chị có thể sang kênh Facebook của mình ha. Tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái sự ưu tiên riêng. Và chúng ta có thể nhúng video các anh chị ha. Chẳng hạn như Phượng muốn nhúng một cái video là khóa học sử dụng DISC nhá. Để Phượng đi tìm ha. Được thôi, mình dùng cái khóa luyện giọng đỉnh cao này đi. Vâng, Phượng vừa mới có cái chương trình liên quan đến việc là thuyết trình năng lượng. Rồi, ở đây thì khi các anh chị mở video ra, các anh chị chỉ cần làm một việc ạ, ấn vào chữ chia sẻ các anh chị ạ, trên YouTube của mình ha. Và ngay góc bên trái đây, nó có chữ nhúng này các anh chị này. Tìm video, tìm nhúng, được chưa ạ? Nó có một cái mã ở bên phải đây ạ, các anh chị ạ. Ctrl A được chưa ạ? Và anh chị paste vào trong cái doanh nghiệp của tôi này. Và đây là những thứ thì các anh chị có thể nhìn thấy là Phượng gì ạ? Đã gì ạ? Gửi 3 video lên hồ sơ cá nhân của Phượng. Được chưa ạ? Ở đây nó có giới hạn ký tự các anh chị ha. Cho nên là nếu mình thêm nhiều video thì chữ của mình phải ít đi. Được không các anh chị? Nếu mình đồng ý mình gật đầu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Nên mình sẽ lựa chọn ha. Nếu anh chị thích nhiều chữ, anh chị cho thêm nhiều chữ vào đây. Còn nếu anh chị thích video thì chúng ta cho video lên đây ạ. Thông thường ạ, thì Phượng thấy rằng các anh chị chủ doanh nghiệp cũng như là gọi là đặc tính của những người sử dụng bây giờ, hầu hết họ thích xem video. Bởi vì thông qua video chúng ta truyền tải được nhiều hơn. Có thể là 1 phút, 3 phút, 5 phút, 7 phút đúng không ạ? Nhưng mà cái dung lượng chữ ở đây ạ, nó sẽ được nhiều hơn và người bạn của mình kích và người ta nghe, người ta cũng sẽ hiểu hơn về sản phẩm dịch vụ của mình. Thì các anh chị nhớ cho Phượng nha. Và khi mà cái hồ sơ ra thì đây là cái hồ sơ của Phượng này. Đây. Các anh chị sẽ nhìn thấy này, đây là hồ sơ của Phượng trên BNI Connect của mình và mọi người sẽ tìm được Phượng trên BNI Connect á, thông qua mobile app cũng xem được đầy đủ các anh chị ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm thấy trên BNI06.com. Vâng, ở đây mình có thể tìm theo các chapter, chẳng hạn như là BNI06.com gạch xéo tên chapter của anh chị ạ. Các anh chị có thể tìm được luôn ạ và sau đó thêm chữ gì ạ? VI ngắn và trừ VN như này và sẽ ra cả chapter của mình và thông tin cá nhân của mình luôn. Đó, bao gồm cả các video mà Phượng đã cập nhật. Đấy, vì đây là những cái lĩnh vực mà Phượng đang kinh doanh. Ok, thứ hai mà chúng ta có thể làm việc được ở đây là những cái từ khóa, anh chị để ý này. Những cái từ khóa này cách nhau bằng dấu phẩy. À, có một vài các anh chị sẽ thấy như sau. Trước khi mà Phượng đi vào chuyên sâu, anh chị hình dung như này ạ. Vâng, có anh chị nào ở đây đã từng sử dụng Google không ạ? Nếu có mình gật đầu ạ. Vâng, ok. Các anh chị đã từng nghe đến người ta nói rằng là SEO Google không ạ? Nếu có mình gật đầu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Bình thường giống như mình khai thác Google ấy, chẳng hạn mình đánh từ khóa lên Google đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cho mình là nó đang ở vị trí nào đúng không ạ? Và bây giờ các anh chị thử nhìn xem là cái từ Phạm Phượng BNI nó đang ở vị thế nào ha. Phượng sẽ share cho anh chị nhìn thấy cái điều này nha. Đây các anh chị ơi, các anh chị có nhìn thấy Phạm Phượng BNI không ạ? Tí nữa các anh chị có thể search ở trên Facebook của các anh chị nhé. Hoặc là trên Google anh chị nhìn thấy ngay nhé. Đây là Phượng vừa mới tự search ở đây ạ. Rồi, Phượng enter cho anh chị nhìn thấy không ạ? Các anh chị có nhìn thấy hồ sơ member detail Phạm Phượng ở trên cùng không ạ? Nếu có mình gật đầu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Thứ hai là nó ra gì ạ? Website cá nhân của Phượng đúng không ạ? Thứ ba là nó còn ra gì ạ? Kênh YouTube của Phượng. Điều gì đang diễn ra thưa các anh chị? Khi chúng ta khai thác cái từ khóa mà Phượng vừa mới đang chuẩn bị đến chia sẻ được cho anh chị này. Khi chúng ta khai thác nó và cập nhật những từ khóa sát nhất về ngành nghề của mình, cộng với việc mỗi lần khi Phượng one to one với các thành viên trong BNI, Phượng luôn gửi cái link mã QR thông tin hồ sơ BNI Connect của Phượng cho các thành viên. Bằng việc anh chị liên tục click vào tên của Phượng thì nó tăng tính hiện diện trên Google, được không các anh chị? Vậy thì mình có khai thác cái từ khóa trên BNI Connect không ạ? Ai đồng ý là có thì gật đầu ạ.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Bây giờ mình sẽ nhìn xem là mình cần cập nhật từ khóa như thế nào các anh chị ha. Rồi, ở đây các anh chị sẽ nhìn này. Chúng ta có thể thêm các từ khóa và cách nhau bằng dấu phẩy. Các anh chị có thể thấy rằng là Phượng dùng cái từ khóa đầu tiên là gì ạ? Phạm Phượng. Vâng, có nghĩa là gì? Các anh chị search Phượng ở trên Google, Phạm Phượng nó cũng ra ha. Nhưng cái từ khóa quan trọng hơn đó là Phạm Phượng BNI. Giống như là Thu Thủy BNI, Dương Thành Tiến BNI. Anh chị nghe rõ từ này nhá. Thì mình cũng phải cho Phạm Phượng BNI vào đây các anh chị ha. Đó. Tiếp theo đó thì ngành nghề của Phượng là gì ạ? Huấn luyện viên phát triển cá nhân. Phượng cập nhật vào đây. Đó, đào tạo coaching về giọng nói thuyết trình, đào tạo về tâm lý hành vi DIST này, chuyên gia thần số, chuyên gia thần chắc vân tay. Thì với mỗi một cái từ khóa này mình dùng một dấu phẩy các anh chị ha. Nhưng cái từ khóa quan trọng nhất đấy là gì ạ? Tên của mình và tên của mình cộng với BNI mình phải có cập nhật ở đây ha. Thì những cái người bạn của mình kể cả họ cần tìm kiếm mình trên Google ạ, là ra hồ sơ BNI Connect của mình ngay lập tức luôn, còn ra cả gì ạ? Trước cả cái website của mình luôn. Lý do là vì như vậy các anh chị ạ. Một lát nữa các anh chị cập nhật được không ạ? Ok, mình có thể chọn từ khóa ngắn hơn các anh chị nhá, 2 từ, 3 từ hoặc là những cái từ khóa độc quyền về ngành nghề của mình để nhanh lên hot search hơn. Cái thứ hai là cái hồ sơ của mình nhớ cập nhật ảnh và logo công ty. Rồi, cái thứ ba thông tin cá nhân của mình, lát mình đọc mình làm ha. Có thêm một cái phần rất đặc biệt đó là cái phần liên kết networking xã hội. Chúng ta có thể chọn các anh chị nhìn này. Nó có rất là nhiều cái nền tảng để chúng ta có thể cập nhật được không ạ? Mỗi cái là Phượng không có dùng nên Phượng không cập nhật. Nên Phượng chỉ có hai kênh chính là Facebook, YouTube và TikTok thôi. Đó, ở đây thì nó không có TikTok thì phải. Vâng, nên là mình bỏ qua ha. Đó, các chị từ cập nhật nha. Rồi, đây là cái cách chúng ta setup để nhận thư từ BNI. Thông thường thì chúng ta được các admin sắp setup hết rồi. Nếu anh chị không nhận được thư thì vào đây kiểm tra lại. Còn nếu không thì hầu hết đã được setup là có nhận thư anh chị ha. Rồi, đây là hồ sơ bảng gain của chúng ta. Các anh chị một lát nữa vào nhóm chung, nếu mình chưa từng nhìn thấy cái bảng gain ạ, anh chị có thể làm cái file Word đó. Cách thứ hai, các anh chị vào đây chúng ta điền theo từng dòng. Cách thứ ba, các anh chị làm gì ạ? Các anh chị mở hồ sơ của Phạm Phượng hay là giám đốc Thu Thủy hay là giám đốc Dương Thành Tiền ra, mình soi xong mình điền thông tin của mình, bao gồm từ việc là số năm kinh doanh, loại ngành nghề, gia đình đúng không ạ? Con cái, vợ chồng, rồi cái công việc kinh doanh của chúng ta như nào. Hãy cập nhật vào đây để các thành viên được biết ạ. Ở đây thì có thể lúc ngày đầu chúng ta vào chúng ta làm chưa có nhanh cái bài này đâu ạ. Hoặc nhiều khi mình chưa tìm ra được cái thị trường mục tiêu mình hướng đến một cách rõ ràng. Nhưng thông qua các buổi đào tạo MSP của vùng thì chắc chắn chúng ta sẽ được cập nhật thông tin để chúng ta có được những công cụ và tìm ra cái thị trường mục tiêu phù hợp các anh chị ạ. Và ở đây ạ, nếu anh chị là thành viên mới thì một cái đề xuất dành cho các anh chị đó là nên tham dự ít nhất 5 lần MSP liên tục để làm gì ạ? Thứ nhất, tăng sự tự tin. Thứ hai, tăng sự kết nối trong khu vực và trong vùng của chúng ta. Cái thứ ba, các anh chị sẽ hiểu cái cách để khai thác BNI. Bởi vì MSP đó là gì ạ? Member Program Success đúng không ạ? Nó là giống như kiểu là cái hệ thống kinh doanh cùng với BNI ạ. Chúng ta sẽ biết cách kinh doanh thành công với BNI như thế nào. Và cái khóa học này, vì sao là khóa học bắt buộc ạ? Bởi vì càng học chúng ta càng hiểu, và càng hiểu thì mới khai thác BNI hiệu quả các anh chị ơi. Vâng, thì đấy là một vài cái thông tin cơ bản ha. Còn đây là cập nhật lại về ngành nghề và referral của chúng ta. Và ở đây thì referral nó sẽ xuất hiện ngay ở trên cái hồ sơ, cái bảng phần member của chúng ta này. Đây chính là cái phần xuất hiện lên trên của chúng ta đấy ạ. Rồi, cái điều cuối cùng là những cái khóa học mà chúng ta đã học ạ. Vâng, đó. Thì nó sẽ rất là dài đúng không ạ? Rồi ở đây thì Phượng sẽ quay trở lại share slide cho các anh chị ha. Để chúng ta quay lại một cái điều rất đặc biệt ngay trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta làm việc với nhau. Đó là Phượng sẽ làm việc với các anh chị là gì ạ? 4 cách gia tăng uy tín cho các anh chị. Vâng, vậy thì làm thế nào chúng ta gia tăng uy tín cho các anh chị? Có rất nhiều cách để gia tăng uy tín. Chúng ta cho cái thời gian của chúng ta để hỗ trợ các thành viên BNI để họ am hiểu về quy định, quy trình, chính sách hay đơn giản chỉ là cách sử dụng BNI Connect các anh chị ạ. Và các anh chị nhớ cho Phượng rằng là tất cả mọi thứ các anh chị làm đều xây dựng mối quan hệ ạ. Kể cả việc anh chị đến sớm trong buổi họp, đúng không ạ? Hỗ trợ các thành viên set up các bàn họp của chúng ta, chuẩn bị nước uống, đúng không ạ? Chuẩn bị cái phần sign in cho mọi người, kết nối với người mới. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là xây dựng mối quan hệ hết. Và nó đều cho chúng ta gì ạ? Sự uy tín các anh chị ạ. Không cần phải nói nhiều đúng chưa ạ? Và ngoài ra với BNI Connect ạ, thì đây là 4 cái cách để chúng ta gia tăng cái sự uy tín của mình.
Đó là gì ạ? Thứ nhất ạ, referral ạ. Đến BNI ai cũng muốn nhận được cơ hội kinh doanh. Một cái điều mà nhiều khi mà anh chị nào làm LT thì sẽ nhớ cái cảnh này. Đó là cảm thấy nhiều đôi khi là áp lực, rất là áp lực là gì? Rõ ràng trong buổi họp thì anh em trao cơ hội kinh doanh rất nhiều. Có những người trao 2 cơ hội kinh doanh, 3 cơ hội kinh doanh, 5 cơ hội kinh doanh, 7 cơ hội kinh doanh. Nhưng mà sao ạ? Không nhập các anh chị ạ. Trời ơi, đúng không ạ? Đấy, thế là tại sao vậy? Rõ ràng mình có trao cơ hội kinh doanh rồi, mình lại không nhập chỉ số lên. Xong ngày mai bị nhắc nhở nào là ở KPI đen, KPI đỏ. Thì lại bảo, ủa tại sao tôi lại vậy? Và ở BNI có một thứ mà Phượng rất là thích, đó là rèn cho chúng ta thói quen kỷ luật và sự chi tiết các anh chị ạ. Khi chúng ta rèn cho mình một cái thói quen là hàng tuần chúng ta đều nhập các chỉ số lên BNI Connect và chúng ta nhập những cái cơ hội kinh doanh chúng ta trao, thì nó cũng tăng uy tín với những thành viên trong charter, để họ không có cảm giác theo kiểu là à, cái bạn này làm ăn trịch trật đúng không ạ? Trịch trật trịch trọc ở đây có nghĩa là gì? Nói nhưng mà chả thấy nhập gì cả, chả biết có đúng nó có trao hay không. Thế là họ không chủ động liên hệ với mình. Đó, hoặc là nhiều khi là mình cũng quên luôn cái việc là theo dõi cái cơ hội kinh doanh. Hoặc cái thứ hai ở đây là gì? Khi chỉ số của mình mà toàn đỏ, đúng không ạ? Đen, thì có nghĩa là mình chưa uy tín trong chapter. Nếu có một thành viên ở chapter khác mà nhìn thấy cái bảng KPI của mình, thì họ bảo là cái cô này, cái anh này chưa uy tín. Bởi vì việc nhỏ mà còn không làm được, thì làm sao mà làm được việc lớn, đúng không các anh chị? Cho nên nhập cơ hội kinh doanh một cách đầy đủ chi tiết là một điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai, chúng ta cần phải theo dõi các cơ hội kinh doanh đã trao và đã nhận. Cái thứ ba, đó là chúng ta luôn trao cơ hội kinh doanh ở cấp độ 2 trở lên. Và cái thứ tư, đó là việc gì ạ? Báo cáo kiểm tra các phiếu trực tuyến ạ. Ở đây mình sẽ nhìn cùng với nhau các anh chị ha. Thứ nhất, đó là phần nhập cơ hội kinh doanh. Chúng ta nhập đầy đủ các mục và nhất là cái phần gì ạ? Số điện thoại, địa chỉ và ghi chú các anh chị ạ. Ví dụ, khách hàng này đang có nhu cầu mua sản phẩm gì, dịch vụ gì hoặc đang phân vân hay vấn đề của họ là gì? Hãy cập nhật thật đầy đủ thông tin. Và một lưu ý như sau, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã biết về 5 cấp độ kinh doanh ạ? Nếu mình biết rồi mình comment số 5, nếu mình chưa hề biết 5 cấp độ cơ hội kinh doanh là gì, comment số 0 giúp Phượng ạ. Vâng, nếu anh chị... Vâng, nếu anh chị nhìn thấy, tìm kiếm tên mình trên Google mà không thấy tên của mình thì có nghĩa là anh chị đang chưa sử dụng BNI Connect một cách triệt để. Vâng, cảm ơn rất nhiều các anh chị đang comment số 0. Có nghĩa anh chị chưa biết đúng không ạ? Vậy thì Phượng xin phép được hướng dẫn các anh chị về 5 cơ hội kinh doanh, 5 cái cấp độ cơ hội kinh doanh của chúng ta. Ngay trong khi mà chúng ta nhập thì nó sẽ có cái phần ô từ 1 đến 5 ở cuối cùng của anh chị ạ. Nhưng mà theo hàng ngang được chưa ạ? À, cấp độ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thế thì anh chị sẽ hình dung như sau ạ. Ở BNI 5 cấp độ cơ hội kinh doanh thì chúng ta sẽ hình dung là khi mà trong các buổi BOD của charter chúng ta luôn có cái phần chia sẻ về lead and referral, đúng không các anh chị? Lead là gì? Là hiểu đơn giản là một mẫu thông tin. Chẳng hạn như tôi lên trên mạng tôi thấy có một anh A nào đó ghi là tôi đang muốn mua bảo hiểm nhân thọ, các anh chị em kết nối cho tôi hãng nào tốt. Vâng, yên tâm đi, có hàng mấy người, hàng trăm người vào comment, nhưng mà mình vào comment liệu bạn mình bán được bảo hiểm không ạ? Hầu hết là không, đúng không các anh chị? Hoặc là nếu mà có con số liên lạc với nhau thì nó gọi là cuộc gọi lại, và đấy không gọi là cơ hội kinh doanh mà nó gọi là lead. Cách thứ hai, chúng ta nhìn thấy một người bạn nào nó nói rằng là tôi đang có nhu cầu này, chẳng hạn trên Facebook, và chúng ta inbox cho họ hỏi rằng là ê, bạn đang muốn mua bảo hiểm hả? Bạn mình nói rằng là đúng rồi, tôi đang muốn bảo hiểm. Thế mình nói rằng là thế thì mua bảo hiểm Manulife nhé, để tôi bảo thành viên chapter tôi gọi cho ông. Ở đây ạ, cơ hội kinh doanh được hiểu là khi các anh chị là người giới thiệu cơ hội kinh doanh, nhưng chúng ta có mối quan hệ với cả hai bên, cả người muốn nhận cơ hội kinh doanh và người có thể trao cơ hội kinh doanh và kết nối họ với nhau. Ở cấp độ 1, chúng ta chỉ gửi thông tin của hai bên với nhau, nhưng chưa thực sự tìm hiểu nhu cầu. Ở cấp độ 2, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cơ hội kinh doanh rồi. Chúng ta đã sẽ hỏi rằng là, ồ vậy thì bạn muốn tìm hiểu bảo hiểm như thế nào hoặc mua cho ai? Ở đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể gửi cái thông tin là ồ, đây chúng tôi chẳng hạn như ở BNI OK Chapter chúng tôi có chị Khuyên. À, chị Khuyên đang làm bảo hiểm Manulife, đang là một MDIT và chị ấy có cái thành tích rất là tốt về cái việc chăm sóc khách hàng cũng như là hỗ trợ cái giải quyết các quyền lợi khách hàng. Và tôi chỉ giới thiệu như vậy thôi và cho chị Khuyên số điện thoại để gọi. Thì ở đây người ta gọi là cấp độ 2, chúng ta có thể giới thiệu được hai bên với nhau cộng với việc giới thiệu là website hoặc các số điện thoại, các thông tin hoặc hình ảnh.
Vâng, ở cấp độ 3, các anh chị có thể thấy rằng là Phượng vừa nói rằng là nên trao cơ hội kinh doanh ở cấp độ 3. Vì chúng ta có thể tìm hiểu rõ cái nhu cầu của người đang muốn tìm hiểu bảo hiểm, được chưa ạ? Cái thứ hai, chúng ta có thể nói rằng là ồ, chúng tôi có một bạn MDIT là chị Khuyên với thành tích là làm trong 7 năm trong lĩnh vực bảo hiểm và đã giúp đỡ được bao nhiêu trăm nghìn, bao nhiêu mấy trăm nhỉ ạ? Mấy trăm khách hàng hay hàng nghìn khách hàng trong lĩnh vực này. Và ngoài ra, tuần vừa rồi chị Khuyên có hỗ trợ cho một cái trường hợp giải quyết cái quyền lợi bảo hiểm cho chị A, chị B nào đó bị vấn đề này, vấn đề kia vân vân. Và khi mình kể được cái tình huống đó ra, người ta gọi là gì ạ? Trao được gì ạ? Testimonial. Các anh chị nhớ cho em ạ, cấp độ 3 là cấp độ là khi mà chúng ta đã nói những lời gì ạ? Chứng thực sản phẩm về người bạn trong chapter mình hoặc một thành viên nào đó trong BNI về chất lượng dịch vụ sản phẩm, sự tận tâm hoặc sự hỗ trợ của họ với công việc kinh doanh hoặc cái ngành nghề của họ. Thì khi chúng ta trao được testimonial thì đó là cấp độ 3. Và đây chính là cấp độ bắt đầu để chúng ta nên trao cơ hội kinh doanh các anh chị ha. Ở cấp độ 4, chúng ta có thể giúp cho hai bên bắt đầu là gì ạ? Thiết lập được một cuộc hẹn với nhau. Chẳng hạn như với Phượng thì Phượng thường gọi cho hai bên xong. Và Phượng sẽ làm một cái việc đó là làm một cái nhóm chat Zalo. Là à, ví dụ như là à, anh Tiền ơi, đây, đây là chị Khuyên mà em có nói với anh nãy giờ. Chị Khuyên ơi, đây là anh Tiền. Nãy thì em có gọi điện nói qua với chị đó. Anh Tiền đang có nhu cầu ABCXZ. Và anh Tiền ơi, đây là chị Khuyên. Một người có là một chuyên gia trong lĩnh vực được 7 năm rồi. Và chị ấy sẽ tư vấn chi tiết cho anh. Được chưa ạ? Để cho hai bên kết nối cùng với nhau. Và nếu được ạ, thì có thể là gì ạ? Thiết lập cái buổi gặp cho họ. Và ở cấp độ 5 là gần như là gặp ba bên với nhau. Và cái cơ hội kinh doanh trao gần như là trao luôn, tiền trao tay các anh chị. Vâng, các anh chị mong muốn được nhận cơ hội kinh doanh ở cấp độ mấy các anh chị? Có ai thích cấp độ 5 luôn không ạ? Nếu có thì gật đầu giúp Phượng ạ. Vâng, cấp độ 5 Phượng hay gọi là cấp độ gì ạ? Tiền về các anh chị ạ. Ai thích tiền về thì comment tiền về giúp Phượng xem nào. Vâng, cảm ơn các anh chị. Rõ ràng là chúng ta muốn có tiền về đúng không ạ? Và đây chính là cái cách mà BNI luôn nói rằng là khi chúng ta có một cơ hội kinh doanh thì đó chính là việc người bạn của mình đánh đổi uy tín để chúng ta có cơ hội được tiếp cận và bán hàng cho khách hàng đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải trân trọng những cái cơ hội kinh doanh này bằng việc nếu chúng ta là người nhận thì cũng hãy cập nhật cái thank you note cho người bạn của mình. Và ngược lại, nếu chúng ta là người trao, hãy cập nhật đầy đủ thông tin lên BNI Connect anh chị ha. Vâng, tiền về mỗi ngày ạ. Vâng, chúc mừng các anh chị ạ. Đó, cho nên là hãy nhớ chọn cấp độ cơ hội kinh doanh ở đây thật cụ thể và rõ ràng để người đồng đội của mình biết được rằng là chúng ta đang hỗ trợ họ đến giai đoạn nào. Và trong trường hợp nếu chúng ta chẳng may nhận được cơ hội kinh doanh ở cấp độ 1, 2 thì mình làm thế nào các anh chị? Vâng, nếu chẳng may mình nhận được cơ hội kinh doanh không phù hợp hoặc cấp độ 1, 2 thì nhớ cho Phượng đó là hãy one to one lại với người bạn của mình. Vâng, hãy nhớ rằng ai cũng muốn trở thành người tốt. Tuy nhiên, có thể là họ chưa am hiểu thực sự về sản phẩm và dịch vụ của anh chị nên họ không thể trao đúng được. Và việc của mình là gì ạ? Dành cái thời gian gặp gỡ họ và tiếp tục chia sẻ cho đến khi chúng ta có cấp độ 4 năm được không ạ? Nếu đồng ý gật đầu ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vâng, xin anh tiền thêm 2 phút ạ. Rồi, ở đây thì khi mà chúng ta trao cơ hội kinh doanh cho một ai đó thì ngay lập tức cái người bạn của mình sẽ nhận được một cái email xác nhận rằng là ồ, xin chào bạn Mỹ Tho chẳng hạn, bạn đã có một cơ hội kinh doanh do bạn Phượng trao đến. Đây là số điện thoại, đây là thông tin cá nhân của khách hàng. Và Mỹ Tho ơi, hãy liên hệ ngay với khách hàng này nhé. Ví dụ như vậy. Và ở đây ạ, đây là phiên bản web các anh chị nhé. Chúng ta cần kiểm tra cái phiếu trao cơ hội kinh doanh để xem là các đồng đội của mình đã thực hiện được cái phần để hỗ trợ khách hàng của mình đến đâu rồi, hoặc kiểm tra lại về những cái cơ hội kinh doanh mình nhận được các anh chị ạ. Thì đây là cái phần mà chúng ta xem ở trên phiên bản website, các anh chị hoàn toàn có thể xem trên mobile app ha. Rồi, và có một phần cực kỳ quan trọng ạ, khi chúng ta nhận được cơ hội kinh doanh, chúng ta thu tiền xong, các anh chị ơi nhớ phản hồi về cơ hội kinh doanh. Đây là cách chúng ta trân trọng cái sự để kết nối của những người đồng đội. Và ở đây thì chúng ta có các cấp độ như sau. Thứ nhất là vàng là đã liên hệ, xanh lá là đã nhận được cơ hội kinh doanh. Và thông thường khi có xanh lá rồi thì các anh chị nhớ cập nhật số tiền chúng ta nhận được ngay lập tức ạ. Chúng ta làm cái điều này rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Vâng, dễ. Thứ ba, đỏ không nhận được cơ hội kinh doanh, xám đen tuyệt mật chẳng hạn là những vấn đề liên quan đến luật pháp hoặc có thể là những vấn đề mà nó nhạy cảm thì họ không công khai ở đây. Ok, cam, cơ hội kinh doanh không phù hợp. Xanh dương, không có phản hồi từ referral và xám trắng là chưa liên hệ.
Điều đầu tiên ạ, không nên để sám trắng ạ, luôn luôn là phải liên hệ luôn anh chị ha. Nếu chúng ta, nếu cái đồng đội của mình trao cộng kinh doanh mà mình thờ ơ ạ, thì không ai sẽ vì mình lần tiếp theo đâu anh chị ạ. Cho nên là biết ơn để nhận được nhiều hơn, và biết ơn thì chúng ta phải trân trọng và sử dụng nó luôn ạ. Xanh dương không có phản hồi, có nghĩa là đôi khi người bạn của mình trao nhầm số điện thoại chẳng hạn, đừng hờ hững để đấy xong ghi hận trong lòng ha. Không nha, khi mình có cái điều gì mình cảm thấy không hài lòng, không đúng ạ, hãy phản hồi lại với người bạn của mình để họ hỗ trợ mình. Tương tự với cái màu cam, màu đỏ, các anh chị nhận được ạ, không nhận được cơ hội kinh doanh hoặc cơ hội kinh doanh không phù hợp ạ, trách ai ạ? Không trách bạn mình ha các anh chị. Với quan điểm của Phượng là tiên trách kỷ hậu cũng trách kỷ, nghĩa đầu tiên mình phải trách mình và kể cả sau này mình cũng trách mình. Nếu mình làm chưa tốt thì việc của mình là làm tốt hơn. Còn người bạn của mình hầu hết ở trong BNI họ đều là những người tuyệt vời và họ mong muốn giúp mình. Chỉ có điều họ chưa có năng lực giúp mình, hay họ chưa biết cách, hoặc họ hiểu không đúng. Thế việc của mình là mình đã cập nhật để cho họ làm tốt hơn. Vâng, và mình cũng có thể kiểm tra lại cái phiếu cơ hội kinh doanh. Đây là cái cách chúng ta kiểm tra trên điện thoại các anh chị ha. Vâng, nhớ thank you note các anh chị ạ. Thank you note xong thì bạn mình không biết là mình đã thank you note đâu ạ, nên chụp ảnh lại màn hình và gửi tin nhắn cho bạn mình rằng là ô, cảm ơn chị Mỹ Tho đã trao cơ hội kinh doanh cho tôi, chẳng hạn như vậy. Và mình cũng có thể vào những cái nhóm chat của vùng mà mình đang được ở ha, và vào cảm ơn cái người bạn đấy của mình. Có hai thứ ạ. Một, cảm ơn để nhận được nhiều hơn. Thứ hai, mở ngoặc vâng marketing thêm một lần nữa để các đồng đội khác biết mình đang kinh doanh buôn bán sản phẩm gì. Ok, và đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự chuyển đổi ạ. Đầu tiên thì nó đang là trạng thái referral, thứ hai là sẽ sang trạng thái là gì ạ? Thank you note đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đã cảm ơn vì đã giao dịch thành công. Đây, thank you note đây. Ok. Rồi, khi mà chúng ta có cơ hội kinh doanh thì nó sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của chúng ta. Chúng ta biết có cơ hội kinh doanh để mở ra xem các anh chị ạ. Vâng. Rồi, chuyển đổi là tắt mở thông báo thì đều trong phần cài đặt của BNI ở trên điện thoại của chúng ta rồi, mobile app rồi. Vâng, đây là những cái cập nhật tình trạng mà chúng ta đang gì ạ? Trao cộng kinh doanh như thế nào. Vâng, đây là phiên bản ở trên website của chúng ta ha. Vâng, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được các báo cáo này ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được đến một cái phần rất là quan trọng mà Phượng có nói rằng là đến với BNI thì hầu hết các anh chị chủ doanh nghiệp đều được cải thiện ạ. Hầu hết thì các anh chị khi bắt đầu vào, trước khi vào BNI ạ, có rất nhiều các anh chị chủ doanh nghiệp không hề để ý đến con số cho các anh chị. Và có một cái công thức mà Phượng được học từ giám đốc vùng Phạm Thành Long, đó là khi chúng ta thì ạ, khi chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta không thể trở nên thành thục và giàu có được. Và ở BNI, một trong số thứ mà chúng ta cần phải làm chủ đó là làm chủ về các báo cáo thưa các anh chị. Khi chúng ta biết cách làm chủ báo cáo thì chúng ta sẽ có nhiều tiền, cũng như biết cách khai thác BNI hiệu quả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần chia sẻ từ một giám đốc vô cùng thành công trong BNI ở Hà Nội 6, với việc thứ nhất, anh ấy có cái bảng gen rất là tối ưu, kết nối với các anh chị em thành viên không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới ạ, nhất là khi họ đến du lịch tại Việt Nam. Thứ hai, anh ấy là người cũng rất là am hiểu về việc đọc báo cáo ạ. Và xin cả nhà hãy ngồi thẳng lưng ạ và nổ một tràng pháo hoa tay thật lớn để cùng chào đón lên chúng ta giám đốc Dương Thành Tiền ạ. Vâng, xin mời anh.